Kết quả đội tuyển Italia và đội tuyển xứ quyền thẻ đỏ bất ngờ Gareth Bale gây sốc ở Euro. Xứ quyền bất ngờ phải nhận thẻ đỏ trong khi đội trưởng Gareth lại bỏ lỡ gây sốc. Đội tuyển Italia bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng chung kết Euro 2020 với sự thoải mái khi đã giành vé đi tiếp từ lượt đấu trước. Huấn luyện viên Mancini có tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong khi đó xứ quyền chọn lối chơi phòng thủ bởi họ cũng chỉ cần hòa là tiến vào vòng trong. Đoàn quân áo thiên thanh sớm làm chủ thế trận nhưng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Xứ quyền chơi rất kỷ luật với nhiều lớp phòng ngự, tuy nhiên cơ hội dần tới Italia nhiều hơn với sự cơ động của bộ đôi cánh Bastianini và Chiesa. Đáng tiếc là Chiesa và Belotti đều bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bất ngờ lại tới từ chấm phạt bên cánh phải. Varetti tạt bóng tầm thấp để Pessina bất ngờ băng vào đá lối chéo góc, khiến thủ thành xứ quyền không kịp trở thành. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Italia tạm thời có lợi thế dẫn trước. Hai hiệp diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Bastianini dứt điểm trúng cột dọc khung thành xứ quyền ở phút thứ 52 và 3 phút sau, Ampadu của xứ quyền nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi hơn người, đội tuyển Italia tạo ra cực nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ tỏ ra vô duyên với khung thành của đối phương. Xứ quyền chỉ có vài đường lên bóng đáng chú ý, nhưng cơ hội nguy hiểm nhất của đội bóng này lại bị đội trưởng Gareth Bale đưa lên trời trong tình huống không thể thuận lợi hơn. Càng về cuối trận, đội tuyển Italia chủ động cầm bóng, còn xứ quyền cũng không mặn mà lao lên. Chung cuộc, đội tuyển Italia giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó tiến thẳng vào vòng trong với thành tích toàn thắng và không thủng lưới. Xứ quyền cũng giành quyền đi tiếp nhờ hơn hiệu số với đội tuyển Thụy Sĩ. Tỷ số chung cuộc giữa đội tuyển Italia và đội tuyển xứ quyền 1-0 nghiêng về Italia.